sáu mẹ vặt sức khỏe nên dạy cơ thể ngay hôm nay. Cơ thể chúng ta có cơ chế tự làm lành rất kỳ diệu, nhưng đôi khi nó cũng cần một chút sự trợ giúp. Những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng thoát khỏi những khó chịu mà cơ thể phải đối mặt hàng ngày. 1. Nhắm một mắt. Đây là một mẹo cực đơn giản nhưng rất xuất sắc. Khi thức dậy vào buổi đêm để đi toilet, bạn hãy nhắm một mắt lại. Nếu mở cả hai mắt, ánh sáng lọt vào võng mạc sẽ khiến não nghĩ đã là ban ngày, do đó bạn sẽ khó ngủ lại. Nhờ nhắm một mắt, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với bóng tối và dễ dàng ngủ trở lại khi đã hành sự xong. 2. Vặn cổ. Khi bạn tựa người lên tay quá lâu, nó sẽ trở nên tê cứng. Điều này là do bạn đã đè nén các dây thần kinh quá lâu và chúng không nhận đủ oxy. Để tay nhanh chóng có cảm giác trở lại, bạn hãy xoay cổ ngửa ra, các dây thần kinh cổ nối liền với dây thần kinh tay và đây chính là nguyên nhân gây tê tay. Bằng cách vặn cổ, tay, bạn sẽ hết tê ngay. Cách này không áp dụng khi bị tê chân nhé. 3. Kiểm nước mắt. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn chỉ trực trào nước mắt trong khi bản thân lại không muốn như thế chút nào. Để kiềm chế nước mắt, hãy nhìn chằm chằm vào một vài vật thể nào đó, chậm rãi nêu thầm màu sắc của các vật. Bằng cách tập trung vào các vật thể này, nhịp thở và nhịp tim sẽ được điều hòa, giúp bạn không khóc nữa. 4. Kéo tai. Nhiều người chán sắt thái dương khi bị đau đầu, nhưng một vài điểm huyệt khác còn có tác dụng giảm đau tốt hơn. Chẳng hạn, bạn có thể re kéo tai để thư giãn toàn bộ cơ thể. Động thái này làm dịch chuyển phần xương thái dương, cho phép các dịch mới lưu thông trong não tủy để làm sạch và nuôi dưỡng khu vực này. 5. Thoát khỏi cơn đau đầu khi ăn kem. Khi nhìn thấy cốc kem lạnh quá ngon, bạn liền nuốt cái ực. Phút giây sung sướng chưa kịp đến thì một cơn đau đầu như búa bổ xuất hiện. Nguyên nhân là do não phát hiện cơ thể đột nhiên bị mất nhiệt và não yêu cầu các mạch máu trong vòm miệng phình to ra để sản xuất nhiệt. Tác dụng phụ của phản ứng này là bạn bị đau đầu. Muốn hết đau, bạn chỉ cần dùng lưỡi xoa xoa vòm miệng là được. 6. Uống thuốc dễ dàng. Nhiều người sợ uống những viên thuốc lớn và họ không nuốt trôi được. Rơi vào trường hợp này, bạn hãy đặt viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi cúi đầu về phía trước đồng thời nuốt thuốc. Với cách này, cơ thể bạn sẽ thư giãn và nhẹ nhàng đẩy viên thuốc xuống cổ họng mà không gây đau.